Có xương nó không cử động được. Nó cái kia thôi à? Không phải. Nó ví dụ giống như cái cây nó làm sao? Nó làm sao mà biết đi được? Đúng không? Rộng thế nhỉ? Rộng mà tận cây cối mày nhỉ? Nó phải có người cắt liên tục á. Cái khu này rộng lắm, mẹ cũng không xác định được vị trí luôn ấy. Đây là một số cái tàn tích ngày xưa này này. Gần đó là giữa giữa này. Bên bên tay phải đấy con. Bên phải kia. Đấy. Như khu nhà đây. Đây mọi người dừng đây nhiều này. Chắc khu này khu trung tâm.